Tất cả năm nha và chào Monro quay trở lại với channel của mình. Mình là Bilsugui đây. Và chào Monro quay trở lại với cái series mà Bilsugui chơi đó cho chân lý mùa năm lần đó ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ được phép làm một cái thử thách mà cũng khá là nhiều anh em đưa ra cho mình, với lại là cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà ngày hôm nay đồ nó chuẩn nè, tướng nó chuẩn nè, với lại là nó có một cái Nerco này mà nên làm với tỷ lệ thử thách này nó thành công nó rất là cao nha. Đó chính là các ma 3 sao gọi là kết hợp với 6 ma pháp sư. Thì cái này nó cũng khá là khó, tại vì thứ nhất là mình làm tướng anh em thì bắt buộc phải là 3 sao trưởng nó mới mạng nhãn được, và thứ hai là đồ, và thứ ba là cái biến ma pháp sư nè. Nhưng mà được cái trận này là nó gọi là đầy đủ yếu tố luôn á, nó ra long tộc sớm nè, hắc tiền được, hắc đồ được nè anh em. Thứ hai là nó rớt được cái Nerco, và thứ ba nó cho mình thêm được một cái thì vàng nữa, nên thật sự là cái mọi yếu tố điều kiện đầy đủ á, nó đều tích hợp vào cái trận này hết, nên là tí nữa là mình chỉ cần kiếm được thêm một cái gậy đó thôi là đủ đồ nha. Úi xồi, trứng nổ ra liên tục anh em à. Cái trận này mình ra long tộc á, cực kỳ sớm luôn, nên mình có thể là vừa đép máu nè, vừa tích tiền nè, vừa lên cấp luôn, mà thật sự là quá là dễ dàng luôn á. Hồi nãy giờ mình chưa bán con Ash này, chắc là bán con đi ha, tích tiền lạ cái anh em à. Mà thử ủa hà đồng vẫn chưa đủ quá anh em ơi, vẫn chưa đủ quá anh em ơi. Khi mà mình muốn chơi con cắt ma thì phải bích con dít, bích con Yara, rồi con Bran, rồi con Victor này nó mà phải tích đủ tướng các kiểu thì mới bỏ vào luôn được một lần. Với lại là chơi cắt ma thì mình không biết là nên kết hợp cái hệ nào đây. Ma pháp sư là có con Vecot nè, có thể là đi chung được với thần sứ, rồi có thể đi chung được với bí ẩn, rồi có thể đi chung được với thuật sĩ đó nữa mà. Khá là nhiều búp mà có thể đi chung được khá là ngon. Nhưng mà bắt buộc là phải đi chung với 6 ma pháp sư, Zit, Bran, Victor, Vecot, rồi con nào nữa mình quên mất tên rồi. Ui, các ma cầm gậy luôn kìa. Úi xời ơi, cho mình xin đi. Con các ma này thường là người ta chơi đồ, người ta ghép đồ này mà là không có ghép blue, cũng như là không có ghép mấy cái món đồ này mà hồi mana cho con các ma này nha. Thứ nhất là các ma nó trưởng càng nhiều thì mana nó càng ít, đến một cái lượng nhất định đó nha. Thì các ma này nó chỉ còn cần 10 mana thôi anh em ơi, 10 mana cho một lần trưởng. Anh em nghĩ đi, 10 mana chỉ cần đánh tay nó đánh mình hoặc là mình đánh nó thôi á là mana nó cũng tự lên rồi. Với lại là cắt ma này 3 sao thì nó biết rồi đó. Con cắt ma này là một con tướng 4 tiền carry, phải gọi là xuyên suốt qua bao tất cả phiên bản luôn, nó vẫn hot. Đó, đồ chuẩn không anh em ơi. Cắt ma ma pháp sư cộng với vô cực và crit phép, bán luôn cho đồ cắt ma nha. Bỏ Soraka và cái... Ui ai da khó đấy nhờ. Ok, tạm thời là như vậy nha anh em ơi. Tạm thời là như vậy đi. Lấy cái long tộc bỏ 4 đấu sĩ ra đi ha. Tôi level 7 bỏ về sau. Ông này FK rồi. Anh em nào muốn mới làm gì thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình thực hiện hết từng cái, cũng như là những cái ý tưởng mà anh em đặt ra cho mình từ cái dễ nhất đến cái khó nhất nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tại vì những cái ý tưởng mà anh em đưa ra cho mình là mình đều đã từng thử rồi nè. Mà cái nào mà dễ thì mình sẽ cố gắng mình hoàn thành, mình đăng luôn. Còn cái này mà khó thì chắc chắn rồi, nên mà mình phải cố gắng mình tìm một cái đồ hình thích hợp. Với lại là những cái ý tưởng khó đó không phải là mình không quay được, mà cái ý tưởng khó đó nó còn phải rất là nhiều nhân phẩm luôn đó thì mới được. Nên mình sẽ quay lâu hơn một chút, nên anh em cứ bình tĩnh và chờ đợi nha. Anh em có thể ủng hộ mình bằng cách là bấm like nè, bấm đăng ký kênh, cũng như là bấm cái chuông anh em để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình đang trên kênh hàng ngày nha. Kênh của mình sẽ đăng về thử thách nè, đồ dị nè, cũng như là những cái meta, rồi cách khắc chế những cái meta hot đó. Đó, mình sẽ cố gắng mình làm hết nha. Rồi, đồ hình là đẹp anh em. Các ma này thì chưa kết hợp được với búp nào cả. Được đi chung với Yara là vừa kích long tộc, rồi vừa kích ma pháp sư luôn. Ok, ổn. Các ma này nó thiệt với anh em á, nó mạnh một cái á, là nó chữa được liên tục, với lại nó không có cần ghép đồ hồi mana. Những con pháp sư khác á, nó có một cái điểm yếu á, là nó cần phải tốn thêm một cái slot để ghép đồ hồi mana anh em à. Nên cái đồ hồn mana đó nó sẽ bị thiếu đam đó. Nhưng mà riêng con cắt ma này mình nói thiệt với anh em nha, nó lợi hơn người ta được một đồ đồ đam như này. Nó trưởng mà mình vừa vô cực vừa crit phép, vừa trưởng nhanh trưởng mạnh, mà còn gọi là ít mana nữa, 10 mana rồi đánh thường cái là trưởng tiếp, nghe dễ không anh em? Mà còn 3 sao thử coi.
Đồ thì mình đủ rồi anh em ơi, giờ chỉ cần rớt Neko thôi là được. Chỉ cần rớt Neko thôi là được. Đó, lợi ích cho Long tộc đó nha. Trứng thì nở ra liên tục, vàng thì cứ vào túi thôi. Lại là kiếm bé ép và cái đậu xanh đó. Anh em, có đồ kìa. Có đồ kìa. Thấy cây không? Đồ là rớt ba cái kiếm bé ép, hai cái găng. Rồi đồ tăng này không nói nha, nhưng mà chơi pháp sư á, rớt ba cái kiếm bé ép với lại là hai cái găng. Nản thiệt luôn á. May mà kiếm bé ép này ghép được, không thì cũng hơi phí. Rồi, bỏ dít vào, Victor vào là 4 ma pháp sư, Long tộc đấu sĩ thần sứ. Hợp lý chưa? Đó, ghép tạm hết luôn đi. Đồ tăng này mình thiếu quá. Các bạn nó trưởng nè, lúc đầu game nó trưởng là hơi lâu, nhưng mà càng trưởng á là nó mana nó càng ít, với lại là cứ mỗi lần trưởng thứ hai hay là lần trưởng thứ ba do lại là trưởng 3 ti anh em ơi, nó là trưởng 3 ti nha. Đó, thấy không? Cứ mỗi lần trưởng thứ ba, mình nhớ là vậy, lần trưởng thứ ba là nó là trưởng 3 ti, một ti trưởng thẳng với lại là 2 đến 3 ti trưởng tùm lum tùm la ở xung quanh đó. Ủa lại là thì vàng à? Mà cái này thì vàng hắc ám anh em ơi. Thì vàng hắc ám ghép với gậy thì nó không ra được cái nó không ra được cái ma pháp sư, nó ra đồ lông. Cái này thì ghép được cái gì ngon ta? Không có gì ngon cho lắm. Thật luôn anh em ơi, cái thì vàng nó là không ghép được cái gì ngon cho lắm luôn á. Ghép thì vàng hắc ám thì cũng không có ngon. Thua một cái là cúp luôn. Mà ghép những cái món đồ kia thì không có cái đồ nào mà kết hợp được với cái tộc này đó. Thần sứ cũng không có ghép được, ma pháp sư cũng không ghép được. Anh em nào muốn làm gì cứ bình luận ở phía dưới hoặc là inbox trực tiếp qua Facebook của mình nha. Thank you rất nhiều. Với lại anh em có góp ý gì về cách mình chơi nè, cách mình bình luận nè, hoặc là cách mình làm video để sửa đổi và góp ý á, thì có thể bình luận ở phía dưới luôn nha. Mình sẽ cố gắng mình sửa đổi. Cảm ơn rất là nhiều nha. Đó, thua đi, cứ thua đi, thua hoài thôi. Giờ phải đoạn với cót nữa anh em ơi, với cót nữa. Với cốt với lạng bờ ran. Giờ kiếm bờ ran đâu ta anh em? Bờ ran đi mà 8 mà Ron cũng ra, mà Ron ra hơi khó nữa. Ui hên quá, khai dích trưởng. Lộn mà khai dích nó cào không được, cắt mai trưởng tiếp. Vẫn không thắng nổi hả? Thắng nổi không? Thắng nổi không? Thắng nổi không? Come on! Udi! 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 Úi xồi ôi! Không được. Các ma lại cầm gậy anh em ơi. Hai rau đi chợ liên tục. Hai ăn các ma cầm gậy luôn. Nhìn não thiệt chưa? Nhìn ảo thiệt, không tin được luôn á. Ôi. Cần xua đến vậy không anh em? Có cần xua đến như vậy không? Có sẵn hai ăn cắp mang mình lấy đi chợ đó. Cái sẵn hai con rồi đó nha, mà Ron không ra con thứ ba đó là được hai sao. Xui dữ trời.
Không, hai star bị thiếu đam quá, trưởng không có quan sát được anh em. Come on, tôi bốn tiền ra quá trời, con cắt mai đâu? Ơ à, reo bán là ra tiếp, cứ bán là ra, cứ bán là ra. Bốn tiền anh em thấy không, một lần ra bốn con, một lần ra bốn con. Bạn cắt mai của tôi đâu rồi, cắt mai của tôi đâu rồi, còn Bran nữa anh em ơi. Bran đâu, quái mẹ ảo chua. Ua, cắt mai hai con lụp nha, lúc đó là chưa có con về cót nào. Veron, Veron nha anh em ơi, được bốn về cót rồi, chưa rơi con cắt mai thứ ba mà hai con đi lụm mới vãi. Ok, một sao mà trưởng vẫn thắm, à, trưởng vẫn rất là ok, trưởng vẫn có đam anh em. Đấy, vẫn cứ là ok thôi, chủ yếu là Ron trận này hơi xui. Nhiều khi anh em nhắn tin góp ý hoặc là bình luận góp ý ở phía dưới á, là nói là tại sao mình không lên 3 sao sớm để cho nó quẩy nhiều, với lại là cho nó mãn nhãn á, cho nó chơi được nhiều rau á. Mình cũng muốn lắm nó chơi anh em ơi, nhưng mà nhân phẩm như này thì anh em xem trận nào á, anh em cũng thấy ở gì Ron xui như chó thật. Các ma nào, ui mày bị cót 5 con đó. Ở game này ảo thế nhờ, cứ ảo thế nào ấy. Đây rồi, trời ơi em ơi, cái trận này tiền nó mà rôn các ma 3 nữa đây. Tiền nó mà rôn các ma 3 nữa đây anh em ơi, chết rồi. Hỏng hỏng, bị cót ra một đống luôn không có chơi nè. Anh em thấy là các mày lên 2 sao trưởng nó khác bọt không? Chứ hồi nãy giờ cứ 1 sao nhìn trưởng tấu hài vậy. Trưởng đi em ơi, hên quá. Garen với lại Victor tạo dép cũng hơi trâu, hồi máu nữa nè, úi xoài. Tưởng cứ như là cấp mai sắp chết mà ai ngờ nó cứ hồi sinh anh em. Rồng kìa, đồ hình toàn tí hon không à. Hồi nãy mà Ron may ra được con vết cót 2, may được con vết cót 2, không là đồ hình tí hon không. Chửi đấy các má, không ai còn ass bắn quẻ chọt. Úi xồi, úi xồi, level 8 50 tiền full 2 sao đồ chuẩn cũng mạnh, đúng một trưởng à anh em ơi. Ui ông Kim một máu khi lật kèo ông ta,
Đồ ông Ivan kia nhìn nản quá vậy? Cái đồ ông Ivan kia nhìn nản quá vậy anh em ơi, bay quyền trường. Đồ đó là hơi bị mạnh đó. Bữa mình có làm một cái vid về Ivan bay sao ít bay quyền trường á. Hình như là lập kỷ lục đam với con đó luôn hay sao quá anh em mà, gần 500.000 đam. Mình không biết là đã có ai chơi Ivan lên được 500.000 đam chưa, nhưng mà mình chưa nha anh em ơi, mình chỉ gần 500.000 đam thôi. Không biết là lập kỷ lục chưa nữa, nhưng mà mình chưa thấy ai. Công nhận là đập ảo thiệt. Một đập là 200 mấy chục ngàn đam. Kinh lắm. Anh em nào chưa xem thì có thể lên YouTube á, anh em search là nó ra rồi nha. Con da ra này mới thiệt với anh em là nuôi là chắc chắn hình bài. Chắc chắn hình bài sao. Anh em thấy không, trận này nha là không ai chơi các ma. Người ta từng chơi Ivan, Mordor, Kaiser, rồi Jack, Rail là các kiểu nè. Thấy không, không ai chơi các ma anh em ơi, mà rồi không ra mấy ảo. Cứ ảo ma Canada, ảo ma Italia như thế nào á nhờ. Úi xời, Ivan nó đập rác quá, thêm ông nội Garen vuốt rồng rồi nữa thì chịu. Ây da Shiba, con này một máu lật kèo hơi căng á. Lại với cót hả? Cắt ma, ok. Cắt ma, nice đó. Tầm 1-2 round nữa đi anh em ơi, nếu như mà mình roll được thêm một con cắt ma nữa thì mình sẽ khô máu mình roll nốt luôn. Tại vì mình có Nerco mà, Ronop cho lên được 3 sao sớm, chưởng chó đã. Chỉ với điều kiện là trong 1 đến 2 round nữa là Ron được thêm tầm 1-2 con cắt mang đó thôi nha. Thì mình khô máu không thôi. Úi xời, sao con về con ra nhiều thế nhờ. Ra nào, cắt ma. Lại lại với có cái đậu xanh. Cắt ma đâu rồi? Cho tôi xin con cắt ma nào. Lại lại với có hả anh em? Cứ con không chơi nha anh em ơi. Cái game này nó cứ vậy, cứ con không chơi là lại ra liên tục. Đâu rồi? Rồi sau roll tiếp anh em ơi. Rồi sau roll tiếp. May mà nãy giờ là vẫn thắng đó. Uầy, cái ông này vẫn chưa đi à? Cái ông này vẫn chưa đi luôn anh em. Ui, Valibi 2 nữa, Timo 2 nữa. Wow.
Các ma chuẩn đuổi không đây, các ma, come on. Các ma chuẩn không nổi đúng không? Ôi, mấy con ông này mạnh dữ vậy. Muốn thắng cái ông này là phải cắt ma 3 lên thôi. Cắt ma hai con nữa. Hai con nữa. Ui đừng. À đây 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 đây. Một con nữa anh em ơi. Úi xời, dễ chưa? Rồi đó, tới những cái ra quyết định như thế này. Tới những cái ra quyết định như thế này mà cắt ma 3 mà nói thiệt với anh em là chỉ cần tắt máy đi ngủ thôi. Không cần sắp độ hình gì nữa đó. Các ma 3 sao mà còn đồ như thế này mà còn kết hợp với 6 ma pháp sư nha. Của đứa trưởng nè. Anh em xem đúng không? Bạn thôn 3, cái list style cũng mạnh đấy. Ui. Ui. Wow, một chưởng 3.500 máu. Một chưởng 3.500 máu một thằng. Ủa, ông kia đi luôn rồi. Ông Ivan kia mạnh thế. Bất mạnh đi ông. Tôi cho ông lấy Ivan luôn đó. Để có thử nếu mà Ivan ông lên 3 với lại cắt mai mình 3 thì thằng nào mạnh hơn anh em. Để xem thử luôn cho anh em so sánh sức mạnh nha. Xem tưởng nào mạnh hơn nào, các mai trưởng đi bạn. Ông này Evan bay luôn rồi. Ui. Các mai trưởng hai phát đi hết tên bạn nhưng mà còn mỗi Garen với lại Evan này chịu đó anh em. Nó trưởng hơn 26.000 đam đó nha. Các mai nó trưởng hơn 26.000 đam đó mà vẫn thua. Căng thế. Từ nào. Kèo này chơi mới hay anh em à. Hồi nãy mình lấy con Ivan kia là không đâu lên được 3 đâu. Nhưng mà lấy này chơi nó mới sướng. Đội hình mình chỉ có Ivan là không lên được 2 sao đó chứ như đây là ok quá rồi. Come on, cố lên nào các mày ơi, chửi nó. Đúng rồi. Chưởng cú đẹp. Một cú nữa. Rồi anh em ơi, chưởng hai cú. Ui, ba cú chưởng quá đẹp. Ba cú chưởng vào gọi là cái trọng tâm, trọng điểm luôn á. 35.000 đam. Ok, và GG tất cả các nhà tạm về đây, hẹn lần sau. Hãy chắc là nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.